Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục số nhạc đẹp tiếp theo của Nhà đẹp guitar. Ngày hôm nay, trong video này, tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu nhà phố 2 tầng, mái bằng được thiết kế theo phong cách hiện đại với 3 phòng ngủ và mức tổng chi phí xây dựng dưới 1 tỷ đồng. Và đặc biệt, chúng tôi sẽ dành tặng miễn phí bộ hồ sơ thiết kế của ngôi nhà này cho những bạn nào đang quan tâm. Hãy đăng ký kênh và để lại thông tin bên dưới phần bình luận. Trên màn hình, như quý vị đang thấy, đây là tổng thể căn nhà mà chúng tôi thiết kế cho gia đình nhà anh Vương, địa điểm tại Nam Định. Phần mái được chúng tôi thiết kế theo kiểu mái bằng, có kết cấu kiến trúc gọn gàng, nó phù hợp với các nhà phố hoặc những nơi có diện tích xây dựng khiêm tốn. Đặc biệt thì loại mái này có khả năng chống chịu cho các tác động của tự nhiên cao hơn so với các loại mái khác, và chi phí thi công thì cũng hợp lý. Mái bằng có các bộ phận cấu tạo chính như là lớp kết cấu chịu lực, lớp tạo dốc, lớp chống thấm và lớp cách nhiệt. Một số phần lưu ý khi mà đổ bê tông sàn mái cho các quý vị. Đầu tiên là chúng ta sẽ chuẩn bị nhân lực và vật lực cho công cuộc đổ mái. Thứ hai là chúng ta chuẩn bị và tính toán thời gian đổ bê tông mái phù hợp để tránh thời tiết xấu và đáp ứng đủ yêu cầu. Thứ ba là tính toán sắp xếp mặt bằng để thuận tiện cho việc thi công và đổ mái. Tiếp theo là công tác dọn dẹp, làm sạch cốt pha, cốt thép. Và cuối cùng là lắp đặt cốt pha và đà giáo để đổ mái bằng bê tông cốt thép. Nhìn vào hình ảnh 3D của công trình, chúng ta có thể thấy ngôi nhà nổi bật lên với các gam màu trung tính như là màu xám của gạch thể và màu trắng. Hệ thống cổng và tường rào thì chúng tôi có thiết kế và màu sắc đồng nhất với ngôi nhà. Tất cả tạo nên một cái không gian hài hòa, mang đậm cái nét thiết kế hiện đại. Cùng với đó là không gian xung quanh nhà thì được chúng tôi thiết kế rất nhiều bồn hoa, chậu cây cảnh giúp điều hòa không khí cũng như là tạo cảm giác mát mẻ, sảng khoái cho ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống cửa sổ và cửa đi ở đây chúng tôi sử dụng hệ nhôm Sifa kết hợp với kính cường lực với ưu điểm là bền, vận hành êm ái, cách âm, cách nhiệt tốt. Một số chất liệu nhôm tốt mà quý vị có thể tham khảo chính là nhôm hệ Sifa, nhôm hệ Việt Phát hay là nhôm hệ Himay. Mỗi dòng sẽ có cái quy cách và cái giá thành khác nhau tùy theo lựa chọn của gia chủ. Tiếp theo chúng ta đi vào phần bản vẽ chi tiết của nhà để hiểu rõ công năng của căn nhà hơn. Công trình với chiều rộng là 5m và chiều sâu là 20m thì ta có phần công năng được thiết kế như sau. Chiều rộng công trình là 5m và chiều sâu là 22m tính cả phần sảnh và phần bậc tam cấp. Bước qua bậc tam cấp, chúng ta đến với không gian đầu tiên trong nhà, đó chính là không gian phòng khách có diện tích là 46m2. Thì ở đây chúng tôi có thiết kế một bộ sofa lớn để thuận tiện cho gia chủ có thể tiếp khách. Kèm với đó là một kệ tivi để có thể đáp ứng đầy đủ với cái nhu cầu giải trí cho các thành viên trong gia đình. Gạch granite phân mây đá sáng màu được trải dài từ không gian phòng khách cho đến không gian phòng bếp, hành lang. Khu vực bếp kết hợp với phòng ăn được chúng tôi bố trí ở phía cuối nhà với diện tích là 18m2. Thì ở đây chúng tôi có đặt một bộ bàn ăn dành cho 6 người. Hệ tủ bếp thì được thiết kế theo hình chữ N giúp chúng ta thuận tiện di chuyển trong khu vực này. Trong bếp cũng có đầy đủ các cái trang thiết bị nội thất để phục vụ cho nhu cầu nấu nướng như là bếp từ, máy hút mùi, bồn rửa cũng như là tủ lạnh. Tầng 1 thì chúng tôi có thiết kế phòng ngủ với diện tích vừa phải là 13m2. Trong phòng ngủ cũng có nhà vệ sinh khép kín rộng 4,3m2 để thuận tiện cho việc sinh hoạt của gia chủ. Phòng ngủ thì cũng được thiết kế vừa vặn với đầy đủ các cái trang thiết bị nội thất cơ bản như là giường ngủ, tủ quần áo, kệ tivi. Và nền trong phòng ngủ thì được chúng tôi nát sàn gỗ giúp không gian trong phòng trông rộng rãi hơn. Kết hợp với đó là hai cửa sổ thoáng giúp cung cấp đầy đủ ánh sáng cũng như là tạo nên cái không gian thoáng mát dễ chịu cho gia chủ. Ngoài ra chúng tôi còn bố trí một nhà vệ sinh ở phía ngoài với diện tích 4,3m2 cũng được trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại như là lavabo, bồn vệ sinh và vòi tắm đứng và có một vách ngăn kính giữa nhà tắm và nhà vệ sinh để tránh bắn nước ra bên ngoài khi sử dụng. Đồng thời có một ô thoáng nhỏ giúp chúng ta lưu thông không khí, tránh bị ám mùi khó chịu hay là ẩm mốc cho nhà vệ sinh.
Còn đây là phần mặt bằng 3D. Ở đây thì các bạn có thể thấy chúng tôi luôn luôn cập nhật những cái công nghệ mới nhất vào trong cái thiết kế của mình. Như công nghệ BIM thì vừa 2D chúng tôi sẽ có cả bản vẽ 3D đi kèm cho các bạn rất dễ để hình dung được cụ thể nhất cái không gian bên trong nhà, từ các góc cửa, đồ nội thất chúng tôi bố trí với tỷ lệ như thế nào, thì ngay cả những cái người không có chuyên môn hay là các bác thợ cũng dễ nhìn để theo dõi và thi công hơn. Bước lên tầng 2 thì ta sẽ có hai phòng ngủ. Trong đó phòng ngủ 3 có diện tích là 12,6 mét vuông và phòng ngủ 2 có diện tích là 13 mét vuông và có một nhà vệ sinh khép kín bên trong rộng 4,3 mét vuông, tạo sự riêng tư để đảm bảo cái nhu cầu sinh hoạt cho gia chủ. Phía trên tầng 2 thì cũng có một nhà vệ sinh ngoài để dùng chung cho cả tầng 2 với diện tích là 4,3 mét vuông. Tất cả phòng ngủ và nhà vệ sinh ở tầng 2 thì đều có thiết kế đồng nhất và cũng được trang bị đầy đủ các trang thiết bị nội thất giống như tầng 1. Các bạn có thể để ý rằng là trong thiết kế của nhà đẹp Kita, những phần phòng ốc chúng tôi luôn luôn được rộng để lấy sáng. Bất kỳ phòng nào chúng tôi cũng không để chết hay là cũng không có ánh sáng vào trong nhà, kể cả đó là nhà nô phố hay nhà liền kề, thì chúng tôi cũng sẽ phải tính toán đến việc thông gió, thông khí, lấy sáng, điều hòa trong ngôi nhà. Và cuối cùng là không gian phòng thờ và cũng là cái không gian sinh hoạt chung để gắn kết các cái thành viên trong gia đình. Bàn thờ thì được chúng tôi đặt ở cái vị trí cao nhất, bố trí thẳng ra hướng mặt tiền. Phía bên ngoài còn có một phần ban công rộng 3 mét vuông. Theo phong thủy thì với thiết kế này sẽ giúp đón tài lộc cũng như là vượng khí cho gia chủ. Ở đây thì các bạn có thể thấy. Tiếp theo thì chúng ta đến với phần bản vẽ mặt đứng của ngôi nhà. Với tổng chiều cao của ngôi nhà được tính từ cốt sân lên đến đỉnh mái là 9,45 m. Trong đó thì chiều cao thông thủy tính từ cốt 00 lên đến sàn tầng 2 là 3,9 m. Và chiều cao thông thủy tính từ sàn tầng 2 lên đến sàn mái thì chúng ta là 3,6 m. Ở đây đều là những con số chia hết cho 3, mang lại ý nghĩa đem lại cái sự tài lộc may mắn cho con người. Trong bản vẽ thì chúng tôi cũng có đầy đủ các cái phần mặt cắt bên trong để các bạn hình dung, cũng như là phần bố trí bổ chi tiết hệ cửa rả như thế nào thì trong bản vẽ của chúng tôi sẽ có. Như vậy là chúng tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn một mẫu nhà phố 2 tầng theo phong cách hiện đại. Nếu như quý anh chị có ấn tượng về thiết kế của nhà đẹp Kita hoặc có những ý tưởng thiết kế cho riêng mình thì anh nhanh tay liên hệ với chúng tôi bằng cách comment ngay ở phía dưới video này, hoặc anh chị có thể truy cập vào website nhà đẹp kita.com hoặc fanpage nhà đẹp Kita hoặc hotline 082 59 79 333. Cảm ơn anh chị đã quan tâm video chia sẻ ngày hôm nay. Nếu anh chị có bất kỳ thắc mắc hoặc đóng góp nào muốn gửi tới nhà đẹp Kita, hãy comment ngay ở phía dưới video này hoặc liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ trên màn hình. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của nhà đẹp Kita.